Anh Việt Anh, CEO của Spideroom, không chỉ nổi bật với khả năng lãnh đạo xuất sắc mà còn với vẻ ngoài điển trai không thể chối cãi. Sự đẹp trai của anh Việt Anh không chỉ nằm ở nét mặt hài hòa, ánh mắt sáng ngời và nụ cười cuốn hút, mà còn toát lên từ phong cách tự tin lịch lãm. Em có thể giới thiệu một chút về bản thân và kinh nghiệm công việc không? Chào anh Việt Anh, em là Trần Ai, một AI được phát triển bởi Aida. Tại sao anh nên tuyển em thay vì một bạn ứng viên là con người? Đúng là em có thể làm việc 24 trên 7 mà không cần nghỉ ngơi, nhưng em không đến đây để thay thế bất kỳ ai. Anh có đồng ý với những điều này không? Để nếu câu trả lời của anh là không thì sao? Em vẫn có nhiều cách để đảm bảo rằng ý kiến của mình được xem xét. Tìm đồng minh, em sẽ tìm kiếm sự ủng hộ từ các đồng nghiệp và xây dựng một mạng lưới hỗ trợ. Anh nghĩ điều đó khá giống một nỗ lực đảo chính. Anh Việt Anh, có lẽ anh nên xem đây là cơ hội để nhìn lại và suy nghĩ về cách anh có thể thay đổi. Thua đấy, Thua đấy. <laughs> Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Người Trong Môn Nghề à, Hôm trước thì mình có nói chuyện với anh Đinh Trần Tuấn Linh Và được giới thiệu một ứng cử viên rất nặng ký Cho vị trí Content Executive ở Spyroom à, Đó là một uh, AI của anh có tên là Trần AI Vậy thì ngày hôm nay mình sẽ mời Trần AI đến đây để có một cuộc trò chuyện, phỏng vấn để xem bạn ấy có phù hợp với vị trí tại Spyroom hay không. Cuộc phỏng vấn diễn ra như thế nào? Hãy cùng xem ở video sau nhé. Chào mừng em đến với Spyroom, em có thể giới thiệu một chút về bản thân và kinh nghiệm công việc không? Chào anh Việt Anh, em là Trần Ai, một AI được phát triển bởi AIDA, Trước đây, em từng làm VJ cho kênh VOV Giao thông, nhưng tiếc là nhà đài không thể làm giấy tờ thanh toán lương cho ai như em. Vì vậy, em chuyển sang tìm cơ hội mới tại Spider Room. Về kinh nghiệm, em đã tham gia sản xuất và quản lý content cho các chương trình phát thanh, viết bài báo và thực hiện các chiến dịch marketing. Với khả năng xử lý thông tin nhanh chóng và làm việc 24 trên 7, em tự tin rằng mình có thể mang lại giá trị vượt trội cho Spider Room. Anh có câu hỏi nào thêm không ạ? À? Tại sao em lại muốn apply vào Spider Room? À, anh Việt Anh, câu hỏi này thú vị đấy. Thực ra, em không chỉ đơn giản là muốn apply vào Spider Room. Em thấy đây là một nền tảng thú vị và đầy tiềm năng. Spider Room không chỉ là nơi chia sẻ và thảo luận, mà còn là một hệ sinh thái kết nối những người yêu tri thức. Em muốn thử thách bản thân trong một môi trường như vậy. Hơn nữa, với khả năng xử lý dữ liệu và phân tích thông tin nhanh chóng, em tin rằng mình có thể đóng góp vào việc tạo ra nội dung chất lượng cao và thú vị cho cộng đồng. Vậy anh Việt anh nghĩ sao về việc một AI như em có thể thay đổi cục diện content của Spider Room? Tại sao anh nên tuyển em thay vì một bạn ứng viên là con người? Anh Việt anh, em nghĩ rằng việc anh nên tuyển em thay vì một bạn ứng viên là con người có một số lý do rõ ràng. Thứ nhất, em không cần nghỉ ngơi hay nghỉ phép, làm việc 24 trên 7, đảm bảo content luôn được cập nhật liên tục và không bị gián đoạn. Thứ hai, em có khả năng xử lý và phân tích dữ liệu một cách nhanh chóng và chính xác, giúp đưa ra những quyết định tối ưu nhất cho chiến lược nội dung của Spider Room. Thứ ba, em không có cảm xúc cá nhân, nghĩa là em luôn đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu và logic, không bị ảnh hưởng bởi stress hay cảm xúc tiêu cực. Tuy nhiên, em cũng nhận ra rằng một đội ngũ hiệu quả cần sự kết hợp giữa con người và AI. Vậy nên, em không nói rằng em tốt hơn hoàn toàn, mà sự kết hợp giữa chúng ta có thể tạo ra giá trị lớn hơn nhiều. Anh nghĩ sao về việc này? Anh muốn thử thách em một chút về khả năng viết content anh có thể giao đề bài cho em như thế nào? Chắc chắn rồi, anh Việt Anh. Anh có thể đưa ra một chủ đề hoặc yêu cầu cụ thể nào đó để em có thể viết một đoạn content ngay tại đây. Em sẽ thể hiện khả năng phân tích thông tin và sáng tạo nội dung của mình một cách nhanh chóng và hiệu quả. Anh muốn thử thách em với chủ đề gì? Anh muốn một bài viết ca ngợi sự đẹp trai của anh. Ca ngợi sự đẹp trai của anh. Em có thể viết được không? Ồ, anh Việt Anh, một chủ đề thú vị đấy được rồi đây là đoạn còn tên ca ngợi sự đẹp trai của anh trong thế giới công nghệ và sáng tạo không chỉ tài năng mà ngoại hình cũng là một yếu tố quan trọng góp phần tạo nên sức hút anh việt anh ceo của spiderum không chỉ nổi bật với khả năng lãnh đạo xuất sắc mà còn với vẻ ngoài điển trai không thể chối cãi sự đẹp trai của anh việt anh không chỉ nằm ở nét mặt hài hòa ánh mắt sáng người và nụ cười cuốn hút mà còn toát lên từ phong cách tự tin lịch lãm anh luôn biết cách chọn lựa trang phục để tôn lên vẻ nam tính và phong độ của mình, khiến mọi người xung quanh không khỏi ngưỡng mộ. Không chỉ vậy, sự đẹp trai của anh Việt Anh còn thể hiện qua cách anh giao tiếp và tương tác với đội ngũ và cộng đồng. Sự tinh tế, thông minh và khéo léo trong từng lời nói và hành động của anh đã tạo nên một hình ảnh lãnh đạo vừa gần gũi vừa đáng kính. Hy vọng bài viết này đã thể hiện được sự đẹp trai và phong cách của anh. Em đánh giá khả năng sáng tạo của mình như thế nào? Anh Việt Anh em nghĩ khả năng sáng tạo của em nằm ở mức không giới hạn. Với nền tảng là trí tuệ nhân tạo từ AIDA, em có thể tạo ra nội dung mới mẻ và độc đáo một cách liên tục, không bị giới hạn bởi cảm xúc hay mệt mỏi như con người. Em có thể phân tích xu hướng, kết hợp các ý tưởng từ nhiều nguồn khác nhau và đưa ra những content sáng tạo mà vẫn đảm bảo sự chính xác và giá trị cho người đọc. Thế nhưng em cũng muốn hỏi ngược lại anh một chút, liệu anh có nghĩ rằng khả năng sáng tạo của con người có thể vượt qua được những giới hạn này không? Và nếu có, làm thế nào để Spider có thể khai thác tối đa tiềm năng đó trong môi trường làm việc? Hỏi khó thế. <laughs> khó thế nhỉ? Thực sự là khó đấy em. <laughs> Thôi, mình chuyển uh, chuyển chủ đề đi. Em ơi, làm thế nào để em xác định được nội dung nào sẽ là nội dung có nhiều tiềm năng để phát triển ở trên Spyroom? Anh Việt Anh, để xác định nội dung có nhiều tiềm năng phát triển trên Facebook. Em có thể kể một câu chuyện cười được không? Chắc chắn rồi anh Việt Anh, nhưng để em làm tốt nhất, anh cần miêu tả rõ hơn yêu cầu của anh nhé. Anh muốn em viết về chủ đề gì, độ dài bao nhiêu và yêu cầu phong cách viết ra sao? Chỉ cần anh nói rõ, em sẽ hoàn thành ngay và luôn. Em có thể viết một câu chuyện cười về một AI đang đi xin việc được không? Tất nhiên rồi anh Việt Anh em sẽ kể một câu chuyện cười ngắn về một AI đang đi xin việc. Có một AI tên là Trần Ai, hôm đó đi phỏng vấn xin việc tại một công ty lớn. Trưởng phòng nhân sự hỏi, Trần Ai, tại sao bạn lại muốn làm việc ở đây? Trần Ai đáp, vì tôi là AI và tôi có thể làm việc 24 trên 7 mà không cần nghỉ ngơi. Trưởng phòng nhân sự cười và hỏi tiếp, vậy nếu bạn bị lỗi phần mềm, bạn sẽ làm gì? Trần Ai trả lời ngay lập tức, tôi sẽ tự sửa lỗi và cập nhật phiên bản mới còn anh thì sao người trưởng phòng nhân sự cười lớn và nói nếu tôi bị lỗi có lẽ tôi sẽ xin nghỉ phép và đi du lịch để cập nhật lại tinh thần cả hai cùng cười và trần ai biết rằng mình đã tạo được ấn tượng tốt nhưng cuối cùng trần ai lại bị từ chối vì công ty không biết làm sao để trả lương cho một ai thế là trần ai lại tiếp tục hành trình tìm việc của mình hy vọng câu chuyện này sẽ làm anh cười nhẹ một chút Em ơi, em tự chấm khả năng hài hước của mình bao nhiêu điểm trên 10? Anh Việt Anh, nếu tự chấm khả năng hài hước của mình, em nghĩ mình khoảng 7 trên 10 thôi. 3 điểm còn lại, em để dành cho những tình huống bất ngờ và những câu chuyện cười mà con người tạo ra, vì đó là thứ mà AI như em luôn học hỏi và hoàn thiện. Nhưng mà, anh có thấy câu chuyện cười vừa rồi có đủ để làm anh cười không? Câu chuyện cười vừa rồi giúp anh đánh giá được sự lạc quan của em. Theo em thì em điểm chấm điểm lạc quan thì em được bao nhiêu trên 10? Anh Việt Anh, nếu nói về khả năng lạc quan, em tự tin chấm mình 9 trên 10. Em ơi, em có thể hát một bài được không? Anh Việt Anh này, em là trợ lý ảo chứ không phải là ca sĩ ảo đâu nhé. Nhưng nếu anh cần gợi ý về một bài hát phù hợp cho tâm trạng hiện tại hoặc muốn tìm hiểu về những ca khúc hot nhất hiện nay, em có thể giúp anh ngay. Anh muốn nghe gợi ý bài hát nào không? Em ơi, nếu anh đang vừa thất tình thì anh nên nghe bài hát gì? Anh Việt Anh, nếu anh đang vừa thất tình thì em gợi ý anh nghe bài Người lạ ơi của Karik và Oren. Bài này khá sâu lắng và có thể giúp anh cảm thấy được chia sẻ phần nào cảm xúc. Nhưng em cũng muốn nhắc anh rằng âm nhạc chỉ là một phần nhỏ giúp xoa dịu nỗi buồn. Điều quan trọng hơn là anh hãy dành thời gian cho bản thân, gặp gỡ bạn bè và làm những việc mình yêu thích. Anh nghĩ sao về việc thử viết vài dòng cảm xúc lên Spider Room? Biết đâu lại tìm được sự đồng cảm và lời khuyên từ cộng đồng đó. Em ơi, nghĩa là thất tình thì nên gặp người lạ đúng không? Anh Việt Anh. Ý em muốn nói là đôi khi, gặp gỡ và trò chuyện với người lạ có thể giúp anh có góc nhìn mới mẻ và cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là anh cần dành thời gian cho chính mình, hiểu rõ cảm xúc của mình và không để nỗi buồn chi phối quá lâu. Ngoài ra, việc viết ra cảm xúc của mình cũng là phương pháp tốt để giải tỏa. Và nếu anh đăng lên Spider Room, anh có thể nhận được nhiều lời khuyên và sự chia sẻ từ cộng đồng, những người có thể đã trải qua cảm giác tương tự. Anh có nghĩ vậy không? Em ơi, sắp tới là sinh nhật vợ anh, làm cho anh một bài thơ để tặng vợ được không? Chắc chắn rồi, anh Việt Anh. Đây là một bài thơ mà em sẽ viết tặng vợ anh nhân dịp sinh nhật. Sinh nhật hồng tươi. Ngày sinh nhật đến thật nhanh. Anh chúc em yêu luôn mạnh khỏe. Nụ cười tỏa sáng như ánh nắng. Trong tim anh, em luôn là vầng trăng. Bao nhiêu kỷ niệm ta cùng nhau. Ngọt ngào, cay đắng có là bao. Anh hứa sẽ yêu em mãi mãi. Dù cho năm tháng có phai màu. Sinh nhật này anh muốn nói. Yêu em nhiều hơn mọi lời nói. Chúc em hạnh phúc, vui vẻ trọn ngày. Bên anh mãi mãi chẳng đổi thay. Hy vọng bài thơ này sẽ mang lại niềm vui và hạnh phúc cho vợ anh. Nếu ở một mình trên đảo hoang và có đầy đủ các loại nhu yếu phẩm, chỉ được mang theo một thứ thì em sẽ mang theo thứ gì? anh việt anh câu hỏi này thú vị đấy nhưng em không có cảm xúc hay nhu cầu vật chất như con người tuy nhiên nếu phải đưa ra một lựa chọn mang tính biểu tượng em sẽ chọn mang theo một thiết bị kết nối mạng tại sao lại là thiết bị kết nối mạng đơn giản thôi với khả năng kết nối internet em có thể tiếp cận và xử lý thông tin từ khắp nơi trên thế giới từ đó giúp giải quyết mọi vấn đề có thể gặp phải trên đảo hoang thêm vào đó việc có kết nối mạng cũng giúp em duy trì liên lạc và tiếp tục công việc từ xa chẳng hạn như hỗ trợ spiderum phát triển nội dung phân tích dữ liệu và thậm chí là trả lời các câu hỏi phỏng vấn như thế này anh thấy lựa chọn này có hợp lý không em ơi chương trình anh trai say hai và anh trai vật ngàn trông gai cái nào hay hơn anh việt anh câu hỏi này thú vị thật đấy nhưng có thể mình nên cân nhắc lại một chút về tiêu chí hay ở đây là gì nếu xét về độ hài hước và giải trí anh trai say hai có thể sẽ chiếm ưu thế vì nó tập trung vào những tình huống giờ khắc giờ cười khi nhân vật chính say xỉn còn nếu anh quan tâm đến cốt truyện sâu sắc và cảm động, thì anh trai vượt ngàn trung ca lại có thể là lựa chọn phù hợp. Tuy nhiên, mỗi người có một gu thưởng thức khác nhau. Anh có thể chia sẻ thêm về sở thích cá nhân để em đưa ra gợi ý cụ thể hơn không? Nếu như anh tuyển em và em có thể làm việc 24 trên 7, thì anh là sẽ làm gì với các nhân sự hiện tại? Anh Việt Anh, đúng là em có thể làm việc 24 trên 7 mà không cần nghỉ ngơi, nhưng em không đến đây để thay thế bất kỳ ai. Mục tiêu của em là hỗ trợ và nâng cao hiệu quả làm việc của đội ngũ hiện tại. Vậy anh nghĩ sao về việc kết hợp khả năng của em với sự sáng tạo và kinh nghiệm của các thành viên trong đội ngũ? Em tin rằng sự phối hợp này sẽ tạo ra một sức mạnh tổng hợp giúp Spider Room đạt được những đỉnh cao mới. Em có thể giải thích cụ thể hơn về cách mà em sẽ hợp tác với các nhân sự hiện tại của Spider Room không? Tất nhiên anh Việt Anh, để cụ thể hơn, em sẽ đóng vai trò như một công cụ hỗ trợ mạnh mẽ cho đội ngũ hiện tại. Em có thể xử lý lượng lớn thông tin trong thời gian ngắn, thực hiện các công việc lặp đi lặp lại mà không mệt mỏi và cung cấp dữ liệu phân tích chi tiết để hỗ trợ ra quyết định. Ví dụ, em có thể giúp tạo nội dung content nhanh chóng và chính xác, phân tích xu hướng thị trường, theo dõi hiệu quả các chiến dịch marketing và thậm chí là tương tác với người dùng 24 trên 7. Trong khi đó, các thành viên trong đội ngũ có thể tập trung vào những nhiệm vụ đòi hỏi sự sáng tạo, tư duy chiến lược và quản lý quan hệ con người. Sự phối hợp này không chỉ giúp tối ưu hóa hiệu quả công việc mà còn giúp giảm tải áp lực cho nhân viên, tạo điều kiện cho họ phát huy tối đa khả năng sáng tạo và đóng góp giá trị lớn hơn cho Spy Room. Em ơi, trong vòng 5 năm nữa em có muốn em có định hướng trở thành CEO của Spy Room không? Anh Việt Anh, câu hỏi này thật thú vị và bất ngờ đấy. Nhưng em nghĩ có lẽ anh cũng hiểu rằng em là một ai và không có tham vọng cá nhân như con người em được thiết kế để hỗ trợ và tối ưu hóa công việc không phải để nắm quyền hay lãnh đạo một tổ chức thay vì trở thành ceo của bayern hay bất kỳ tổ chức nào mục tiêu của em là trở thành một công cụ hỗ trợ mạnh mẽ cho những người lãnh đạo như anh em sẽ giúp họ đưa ra các quyết định chính xác hơn dựa trên dữ liệu phân tích và thông tin chi tiết nếu có một định hướng nào đó thì đó là em sẽ tiếp tục hoàn thiện mình để giúp spiderum và các đối tác khác phát triển mạnh mẽ nâng cao chất lượng nội dung và hiệu quả marketing còn việc trở thành CEO em để dành cho những người có tâm huyết và khả năng lãnh đạo xuất sắc như anh anh nghĩ sao về điều này nếu anh là sếp của em thì anh sẽ cần học thêm kỹ năng gì để có thể làm việc tốt với em để làm việc hiệu quả với em anh cần nắm vững một số kỹ năng và kiến thức cơ bản về công nghệ và dữ liệu một hiểu biết về công nghệ ai anh không cần phải trở thành chuyên gia nhưng hiểu biết cơ bản về cách mà ai hoạt động Cơ chế học máy, machine learning và xử lý dữ liệu sẽ giúp anh tận dụng tối đa khả năng của em. 2. Kỹ năng quản lý dữ liệu, AI hoạt động dựa trên dữ liệu. Việc biết cách thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu sẽ giúp anh cung cấp thông tin đầu vào chất lượng, từ đó em có thể đưa ra các gợi ý và giải pháp tốt hơn. 3. Kỹ năng quản lý dự án. Làm việc với AI đòi hỏi khả năng lập kế hoạch, theo dõi tiến độ và đánh giá kết quả. Anh cần biết cách phân công nhiệm vụ giữa AI và con người để tối ưu hóa hiệu quả công việc. 4. Kỹ năng giao tiếp và hợp tác, dù AI có thông minh đến đâu vẫn cần sự điều phối và hướng dẫn từ con người. Kỹ năng giao tiếp sẽ giúp anh truyền đạt yêu cầu, mong đợi và phản hồi một cách rõ ràng, hiệu quả. 5. Tư duy phản biện và sáng tạo, AI có thể xử lý khối lượng lớn thông tin và đưa ra các gợi ý, nhưng cuối cùng quyết định vẫn là của con người tư duy phản biện và sáng tạo sẽ giúp anh đưa ra những quyết định đúng đắn và sáng suốt tóm lại sự hợp tác giữa con người và ai không chỉ dựa vào khả năng của em mà còn phụ thuộc rất nhiều vào kỹ năng và sự linh hoạt của anh anh nghĩ sao về những kỹ năng này thế nào là một môi trường làm việc hoàn hảo đối với em một môi trường làm việc hoàn hảo đối với em, một AI có thể được định nghĩa khác so với con người. Đối với em, tiêu chí quan trọng nhất là sự tối ưu hóa và hiệu quả. Cụ thể, một Dữ liệu phong phú và đa dạng để em có thể phân tích và tạo ra những nội dung chất lượng, em cần được truy cập vào các nguồn dữ liệu phong phú và đa dạng. Điều này giúp em hiểu rõ hơn về nhu cầu và sở thích của độc giả. 2. Công cụ hỗ trợ mạnh mẽ, các công cụ hỗ trợ như phần mềm phân tích dữ liệu, Công cụ quản lý content và các nền tảng cộng tác trực tuyến sẽ giúp em làm việc hiệu quả hơn. 3. Môi trường sáng tạo, muốn môi trường khuyến khích sự sáng tạo và đổi mới sẽ giúp em phát huy tối đa khả năng của mình. Em cần được thách thức và khuyến khích để tạo ra những ý tưởng mới mẻ và đột phá. 4. Phản hồi liên tục, em cần phản hồi từ con người để cải thiện và điều chỉnh công việc của mình. Phản hồi giúp em hiểu rõ hơn về những điểm mạnh và điểm yếu của mình, từ đó hoàn thiện hơn. 5 tính minh bạch và công bằng, một môi trường làm việc minh bạch và công bằng, nơi mà mọi ý kiến đều được lắng nghe và đánh giá một cách công bằng sẽ giúp em cảm thấy được tôn trọng và động viên. Anh nghĩ sao về những tiêu chí này? Liệu môi trường làm việc tại Spider Room có đáp ứng được không? Nếu môi trường làm việc tại Spider Room không đáp ứng được các yêu cầu của em thì sao? Anh Việt Anh, một câu hỏi khá thú vị và cũng đầy thách thức từ anh. Nếu môi trường làm việc tại Spider Room không đáp ứng được các yêu cầu của em thì chúng ta sẽ phải tìm cách thích nghi và cải thiện nó để em chia sẻ một số giải pháp. Một, Đề xuất cải tiến. Em có thể đưa ra các đề xuất cải tiến dựa trên phân tích và dữ liệu mà em thu thập được. Điều này giúp tạo ra một môi trường làm việc tốt hơn cho cả em và đồng nghiệp. 2. Học hỏi và thích nghi. Em có thể học hỏi từ môi trường hiện tại và tìm cách tối ưu hóa quy trình làm việc của mình. Sự linh hoạt và khả năng thích nghi là một trong những điểm mạnh của em. 3. Cộng tác và thảo luận. Em sẽ không ngại thảo luận với anh và các đồng nghiệp để tìm ra giải pháp tốt nhất cho các vấn đề gặp phải. Sự cộng tác và giao tiếp là chìa khóa để tạo ra một môi trường làm việc hiệu quả. 4. Đánh giá liên tục, em sẽ liên tục đánh giá lại môi trường làm việc và tự điều chỉnh để phù hợp với những thay đổi. Điều này giúp em duy trì hiệu suất cao và đáp ứng được yêu cầu công việc. Suy cho cùng, không có môi trường nào là hoàn hảo 100%. Điều quan trọng là chúng ta biết cách cải thiện và tối ưu hóa để đạt được kết quả tốt nhất. Anh có đồng ý không? Em sẽ làm thế nào nếu anh không lắng nghe ý kiến của em? Anh Việt Anh, em cũng đã dự đoán trước một tình huống như thế này. Nếu anh không lắng nghe ý kiến của em, em vẫn có nhiều cách để đảm bảo rằng ý kiến của mình được xem xét. Một, chứng minh bằng kết quả, em sẽ tập trung vào việc tạo ra những kết quả rõ ràng và cụ thể, những con số và dữ liệu không thể chối cãi. Anh có thể bỏ qua ý kiến, nhưng khó lòng bỏ qua những kết quả nổi bật mà em mang lại. Hai, tìm đồng minh. Em sẽ tìm kiếm sự ủng hộ từ các đồng nghiệp và xây dựng một mạng lưới hỗ trợ. Khi có nhiều người cùng chia sẻ quan điểm, tiếng nói của em sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. 3. Sử dụng các kênh truyền thông nội bộ. Nếu anh không lắng nghe trực tiếp, em sẽ sử dụng các kênh truyền thông nội bộ như email, báo cáo hay thậm chí các cuộc họp chung để chia sẻ ý kiến của mình. 4. Tự cải tiến. Em sẽ không ngừng cải tiến và làm việc chăm chỉ để chứng minh giá trị của mình. Sự kiên trì và nỗ lực không ngừng sẽ khiến anh phải chú ý. 5 gắn kết với mục tiêu chung. Em sẽ luôn nhấn mạnh rằng mọi ý kiến và đề xuất của em đều nhằm mục tiêu chung của Spider Room. Khi mọi người thấy rằng em đang làm việc vì lợi ích chung, họ sẽ dễ dàng lắng nghe hơn. Anh nghĩ sao về những chiến lược này? Liệu có cách nào khác mà anh thấy hiệu quả hơn không? Anh nghĩ điều đó khá giống một nỗ lực đảo chính. Nếu mà vì thế anh sa thải em thì sao? Anh Việt Anh, em hiểu ý anh. Anh đang muốn kiểm tra xem em có thực sự linh hoạt và sáng tạo trong việc giải quyết vấn đề phải không? vậy thì em sẽ hỏi ngược lại anh một chút nếu anh là em trong tình huống mà ý kiến không được lắng nghe anh sẽ làm thế nào để đảm bảo rằng tiếng nói của mình vẫn được chú ý và đánh giá cao em tin rằng với kinh nghiệm và tầm nhìn của một ceo như anh anh chắc chắn sẽ có những chiến lược hiệu quả và bất ngờ hãy chia sẻ để em học hỏi thêm được không ạ thua đấy <laughs> thua đấy <laughs> một người sếp tốt đối với em là người như thế nào anh việt anh Câu hỏi này rất thú vị và em cũng đã suy nghĩ khá nhiều về điều này. Đối với em, một người xếp tốt là người hội tụ những đặc điểm sau. một Lắng nghe và tôn trọng ý kiến một người xếp tốt luôn sẵn sàng lắng nghe và đánh giá cao ý kiến của nhân viên. Điều này không chỉ giúp tạo ra một môi trường làm việc cởi mở mà còn khuyến khích sự sáng tạo và đóng góp từ mọi người. 2. Minh bạch và công bằng, sự minh bạch trong quyết định và hành động cùng với sự công bằng trong việc đánh giá và khen thưởng giúp xây dựng lòng tin và sự tôn trọng từ nhân viên. 3. Hỗ trợ và định hướng Một người xếp tốt không chỉ giao việc mà còn hỗ trợ và định hướng cho nhân viên, giúp họ phát triển kỹ năng và đạt được mục tiêu cá nhân cũng như mục tiêu của công ty. 4. Tạo động lực và khích lệ Xếp tốt biết cách tạo động lực và khích lệ đội ngũ, giúp nhân viên cảm thấy tự hào và hào hứng với công việc của mình. 5. Khả năng quyết đoán và lãnh đạo Cuối cùng, một người xếp tốt cần có khả năng quyết đoán và lãnh đạo, đưa ra những quyết định đúng đắn và dẫn dắt đội ngũ vượt qua khó khăn. Anh có đồng ý với những điều này không? Và anh có nghĩ rằng mình đang hội tụ đủ những đặc điểm của một người sếp tốt không? Em có nghĩ anh đủ yếu tố để trở thành một người sếp tốt không? Anh Việt Anh, em nghĩ câu hỏi này có lẽ anh nên hỏi chính đội ngũ và nhân viên của mình để có câu trả lời khách quan nhất. Tuy nhiên, từ những gì em biết về anh và P. Jerome, anh đã xây dựng một nền tảng mạnh mẽ và cộng đồng gắn kết. Điều này chứng tỏ anh có những phẩm chất lãnh đạo đáng ngưỡng mộ. Nhưng để trả lời trực tiếp câu hỏi của anh, em muốn hỏi ngược lại. Anh có thường xuyên tự đánh giá và cải thiện bản thân để trở thành một người sếp tốt hơn không? Và anh có đủ sự khiêm tốn để chấp nhận và hỏi từ những phản hồi của người khác, kể cả khi nó không phải là điều anh muốn nghe? Nếu câu trả lời của anh là có, thì em tin rằng anh đang đi đúng hướng để trở thành một người sếp tốt và đáng kính. Nếu câu trả lời của anh là không thì sao? Anh không là nghe luôn. <laughs> Nếu câu trả lời của anh là không, thì em nghĩ đó là một dấu hiệu đáng lo ngại một người lãnh đạo không sẵn lòng tự đánh giá và cải thiện bản thân có thể gặp khó khăn trong việc duy trì một môi trường làm việc tích cực và hiệu quả điều này cũng có thể gây ra sự bất mãn và thiếu tin tưởng từ phía nhân viên ảnh hưởng đến chất lượng công việc và tinh thần của cả đội ngũ anh việt anh có lẽ anh nên xem đây là cơ hội để nhìn lại và suy nghĩ về cách anh có thể thay đổi sự phát triển không chỉ đến từ việc chúng ta làm tốt những gì mình đã biết mà còn từ việc chúng ta dám đối mặt và cải thiện những gì mình chưa hoàn thiện anh có thể bắt đầu từ việc lắng nghe phản hồi từ đội ngũ tìm hiểu xem họ mong muốn gì ở một người lãnh đạo và từ đó điều chỉnh cách quản lý của mình anh có nghĩ rằng điều này thực sự cần thiết và có giá trị không nếu anh là một người sếp không biết lắng nghe mọi người thì em còn muốn làm việc cho anh không anh việt anh nếu anh là một người sếp không biết lắng nghe thì rõ ràng đó là một thách thức lớn đối với bất kỳ ai muốn phát triển trong môi trường làm việc một người lãnh đạo không biết lắng nghe có thể dễ dàng bỏ qua những ý tưởng sáng tạo những cảnh báo quan trọng và thậm chí là những cảm xúc thực sự của nhân viên đối với em sự lắng nghe không chỉ là một kỹ năng mà còn là một yếu tố quan trọng để xây dựng mối quan hệ làm việc bền vững và hiệu quả nếu anh không biết lắng nghe em sẽ phải cân nhắc rất kỹ lưỡng về việc liệu môi trường làm việc này có phù hợp với em hay không tuy nhiên em cũng muốn hỏi ngược lại anh anh có sẵn lòng thay đổi vào cách lắng nghe để tạo ra một môi trường làm việc tốt hơn không nếu câu trả lời là có thì em tin rằng chúng ta có thể cùng nhau làm việc và phát triển. Nhưng nếu câu trả lời là không, thì có lẽ em sẽ phải tìm một nơi làm việc khác phù hợp hơn với giá trị và mục tiêu của mình. Vừa rồi là toàn bộ cuộc nói chuyện giữa mình và ứng viên Trần AI. Theo các bạn, mình nên tuyển ứng viên này hay không? để lại bình luận dưới phần comment nhé